Hệ thống của chương trình có nhận được câu hỏi của khán giả Trần Văn Quỳnh có số điện thoại là 0918, 3 số cuối là 053 ở Lý Nhân, Hà Nam có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Nuôi 10 lồng cá lăng, mỗi lồng là khoảng 3.000 con, đạt trọng lượng là từ 2 đến 5 kg trên một con, có hiện tượng là bụng to, mổ ra thì thấy hậu môn sưng, chảy máu hậu môn, các bộ phận bên trong cơ thể đều bị xuất huyết và hoại tử, bị vây thì bị xước, bị từ khi xả nước, đã dùng flo và doxy nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia tư vấn cho khán giả. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo như mô tả của anh thì con cá lăng của anh ấy là nó lại quá da trơn, mà tôi vừa mới nói xong nói với con cá cha cũng là cá da trơn. Là cái bệnh này, nhưng mà cái kia ta nuôi ao, anh là nuôi lồng, thì tôi tư vấn cho anh như này, mà anh này đã dùng kháng sinh rồi không còn tác dụng, chứng minh rõ ràng là cái bệnh gan thận hoặc có bệnh xuất huyết do vi khuẩn. Nó rất đơn giản, nhưng mà kháng sinh nó đã bị nhờn, anh đã cho do hai loại flo và doxy lên là không có tác dụng, tức là nó nhờn thuốc rồi không có tác dụng. Nên là tôi có thể tư vấn cho anh bằng như thế này, cái pháp đồ điều trị. Cái thứ nhất là để làm sạch môi trường thì anh tất cả trong các lồng thường xuyên phải treo túi vôi cho tôi. Túi vôi là cái vôi xây dựng ấy, CAO. Mỗi một túi đo vào trong cái bao xác rắn là 4 kg. Anh treo ở đầu nguồn, treo đầu nguồn để nước cái chảy nó tản ra. Thì cứ 4 kg cho 10 mét khối. Anh cứ ngồi hình tính cái lồng anh bao nhiêu mét khối thì có bao nhiêu túm. Cứ mỗi túm là 4 kg, tức là một cái túi là 1 kg. Nếu có điều kiện thì anh dùng cái viên TCA, cái viên đó là 200, thường cái viên nó đóng 200 gram, nó gọi cho nước thì nó khoảng 1 tuần nó mới tan hết. Thì cái viên này thì anh cũng treo 10 khối, cái viên này cũng có tính chất khử trùng. Chứ còn vôi thì nó là rất là tốt rồi, mà trong khi trình nuôi cá lồng chúng tôi yêu cầu là phải treo túi vôi thường xuyên ghi hết lại, tức là vôi thì hết lại treo lại cho vôi xuống. Còn cái TCA thì cứ nửa tháng anh treo cho tôi một viên thì nó tan, một viên là 10 mét khối lồng. Thế còn thuốc kháng sinh đã dùng nó không còn tác dụng nữa, thì bây giờ tôi lại hướng dẫn như con cá tra vừa rồi tôi vừa nói ở Long An, thì bắt buộc anh phải dùng cái thuốc thảo dược cao cấp, ví dụ như nano TD 01C, là 1cc này hay 1ml này, cho ăn 10 kg cá và ăn trong một ngày, và cho ăn 5-7 ngày thì có thể dừng lại, cho ăn vitamin C để tăng cường sức kháng. Còn cái vitamin C thì anh có thể liên hệ trực tiếp với đài sẽ cho số điện thoại của tôi sẽ giới thiệu cho những người cung cấp thuốc cho anh, vì anh ở phía Bắc là rất là rẻ.